Xin chào toàn thể anh em đồng chí đến với kênh Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những năm tháng hào hùng của lịch sử Việt Nam với giọng kể gần gũi với giới trẻ. Anh em xem là thích, click là nghiền. Các bạn thân mến, có một lực lượng vô cùng đặc biệt trong quân đội nhân dân Việt Nam, tuyệt mật của tuyệt mật. Những người xuất sắc nhất được tuyển chọn từ những nhóm giỏi nhất. Anh dũng mưu trí táo bạo tuyệt vời. Nghe danh đã lâu, hôm nay Hồi ức Thời chiến xin mạn phép tổng hợp lại những chiến công của đặc công Việt Nam, những trận đánh nó ở cái tầm ngoài châu lục. Đánh một trận tan tác chim muông, đánh cho địch không hiểu cũng phải hiểu. Người dân Việt Nam anh hùng, quân đội Việt Nam tuy yếu nhưng chưa thua bất kỳ cường quốc quân sự nào trên thế giới. Vậy thì mời các đồng chí yên vị theo dõi những chiến công của những đặc công rừng xác, đặc công nước, đặc công chuyên trách khét tiếng một thời trong video ngày hôm nay của kênh nhé. Trận đánh huyền thoại và bốn tủ hồ sơ. Trong binh chủng đặc công có một lực lượng được gọi là đặc công căn cứ hay còn gọi là đặc công chuyên trách. Nghe đến tên thôi đã thấy tính chất chuyên biệt, tinh nhuệ của lực lượng này. Còn lính Mỹ Ngụy và quân cảnh hễ nghe đến là nổi da gà. Những đơn vị đặc công này chuyên bám những mục tiêu quan trọng của đối phương như sân bay, bến cảng, kho tàng. Họ thường áp sát những căn cứ của địch. Có khi họ ở ngay sát nách những mục tiêu mà họ được phân công bám đánh. Có một trận đánh của lực lượng này mà mãi đến khi chiến tranh kết thúc, đối phương vẫn không nhận được ra sự thật đấy. Đó là trận tấn công bí mật vào kho xăng Nhà Bè đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973. Kho xăng dầu Nhà Bè là một hệ thống kho hàng lớn nhất của Đông Nam Á, là nơi để hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng Caltex, Shell và Esso. Trong đó, Shell là kho lớn nhất, rộng 14 hecta. Tất cả kho đều chứa lượng xăng dầu khủng, đủ cung cấp cho chiến trường miền Nam Đông Dương. Lúc bấy giờ, kho được ví như cái dạ dày nhiên liệu của Mỹ Ngụy. Do tầm quan trọng của nó, nên kho được bảo vệ một cách đặc biệt. 12 lớp hàng rào song sắt, hàng rào trẻ ba, thả dây thép gai bùng nhùng cao 3,5 mét. Rồi chó nghiệp vụ liên tục đánh hơi, mìn bẫy, mìn pháo sáng, răng kín lối. Hệ thống đèn pha đảm bảo soi sáng từng chân tơ kẽ tóc của kẻ thù xâm lược. Tháp canh kiên cố vòng ngoài, vòng trong phối hợp chặt chẽ. Kho xăng Nhà Bè được xây dựng hệ thống cấu trúc có chiều sâu, với lực lượng trực chiến có phương tiện phản ứng cực nhanh. Đặc biệt, nó còn có nơi có mạng lưới an ninh, cách quản lý nhân công hết sức chặt chẽ. Ai làm việc ở đây thì phải được cơ quan cảnh sát quốc gia nghiên cứu lý lịch thì mới được cấp thẻ ra vào. Vào vòng 2 phải có giấy phép đặc biệt do cơ quan cảnh sát khu cấp. Vòng trong cùng, khu vực bồn chứa chỉ có 7 công nhân được vào làm việc dưới sự kiểm soát của 13 quân cảnh thân tín, phải nói là rất khó xâm nhập bằng cách thông thường. Cuối năm 1972, trong tình hình chiến trường ngoại thành Sài Gòn còn có những đột phá lớn, Bộ Tư lệnh miền đã quyết định đánh phá kho xăng Nhà Bè. Để thực hiện nhiệm vụ táo bạo này, đội 5, đoàn đặc công 10, đặc công rừng xác đã được chọn mặt gửi vàng. Xác định rằng nhiệm vụ lần này rất khó, khó quá nên anh em chiến sĩ đã rất cẩn trọng trong đột nhập vào kho tới 14 lần trước khi đánh thật. Tổ trinh sát do đồng chí Hà Quang Vóc phụ trách đã bí mật bơi qua lòng sông rộng, mực nước rất sâu. Sau đó, các đồng chí luồn lách ở nhiều hướng, vượt qua nhiều tuyến phòng thủ, khắc phục tất cả các loại vật cản, đột nhập vào kho xăng Nhà Bè để nghiên cứu, tìm hiểu cách bố phòng và quy luật đi lại hoạt động của địch. Chuẩn bị trinh sát đã rất kỹ, anh em trong đội ai nấy đều lòng vòng đánh địch. Đêm mùng 2, rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973, đội 5 của đặc công rừng xác đã tổ chức một mũi gồm 8 người do đồng chí Vóc chỉ huy bí mật vượt sông Nhà Bè. Trong quá trình thâm nhập vị trí, đặc công rừng xác đã 3 lần chạm trán với địch, nhưng bằng thuật ẩn thân, địch đã không hề hay biết gì. Đến sát mục tiêu, đặc công ta đặt hàng loạt những lượng thuốc nổ TNT có sức công phá rất lớn, áp sát vào các bồn xăng lớn của địch. Đúng 2 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973, tất cả 43 bồn xăng của địch đã nổ tung, bốc cháy dữ dội, làm sáng rực chung quanh Nhà Bè và náo động cả thành phố Sài Gòn. Lửa cháy trong kho xăng Nhà Bè và trên sông Sài Gòn kéo dài suốt 9 ngày đêm, thiêu hủy gần 200 triệu lít xăng. Một tàu dầu 12.000 tấn, một nhà máy trộn nhất, quân địch vô cùng bàng hoàng sừng sốt. Trong nháy mắt, đi tong cả tỷ đô la mà không hề hay biết Việt Cộng đã làm cách nào mà phá được kho xăng tối tân, bảo mật cẩn trọng nhất nhì Đông Nam Á như vậy. Một ủy ban điều tra hỗn hợp ngay lập tức được thành lập, trong đó có cả sự tham gia của cơ quan tình áo của Mỹ, CIA khét tiếng vào cuộc. Kết quả cuộc điều tra sau đó như thế nào không bao giờ được công bố. Phải sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi ta vào tiếp quản cơ quan Bộ Quốc phòng Sài Gòn, mới phát hiện hồ sơ vụ án kho Shell Nhà Bè chất đầy đến 4 tủ sắt to trong phòng. Qua hàng trăm dấu hỏi trong 4 tủ sắt hồ sơ, chúng rút ra được một kết luận nhưng chỉ mới đúng một nửa. Đây là một trận đánh do một nội tuyến kết hợp với đặc công Việt Cộng thực hiện. Đột kích tổng kho bất khả xâm phạm Long Bình. Đoàn 113 đặc công được giao nhiệm vụ đánh sân bay Biên Hòa và kho 53, tổng kho Long Bình, nơi đặt căn cứ hậu cần chiến lược của Mỹ trong cả cuộc chiến. Còn Long Bình ngày nào thì cỗ máy chiến tranh của Mỹ còn hoạt động ngày đó, nên đặc công của ta quyết định đánh cho bằng được. Tổng kho Long Bình bao gồm rất nhiều kho riêng biệt và được bảo vệ hết sức cẩn mật. Tổng kho Long Bình được xây dựng như một công trình phòng thủ quy mô và rất kiên cố. Xung quanh tổng kho có từ 7 đến 12 lớp hàng rào kẽm gai,
mìn được cài đan xen khắp nơi. Bên trong là đường tuần tra với nhiều tháp canh, lô cốt có đèn pha chiếu sáng. Các lô cốt tiền duyên cách nhau từ 30 đến 40 mét, nằm cách lớp rào cuối cùng từ 40 cho đến 50 mét. Giữa các khu kho cũng có hàng rào thép gai ngăn cách. Tổng kho được quy hoạch một cách khoa học và ngăn nắp. Bên trong, tổng kho Long Bình được xây dựng theo kiểu phòng thủ chiều sâu, chia thành từng ô nhỏ. Mỗi ô nhỏ là một khu vực biệt lập với nhiều chòi canh. Trong trường hợp bị tấn công, các ô nhỏ sẽ được cô lập với nhau, đảm bảo thiệt hại ở mức thấp nhất và cũng khiến lực lượng tấn công khó có thể thoát ta khi đã di chuyển vào bên trong. Đường xá trong tổng kho đều được giải bê tông nên việc đào hầm là bất khả thi. Luôn có khoảng 2.000 lính vũ trang trực ở đây. Bằng lối đánh đặc công độc đáo, sau 3 lần đột nhập vào kho nghiên cứu, bộ phận trinh sát đã nắm được chính xác số lượng mục tiêu, nắm được thủ đoạn bố phòng và quy luật tuần tra, canh gác của địch. Một tổ đặc công đã thử mở cửa, mở khóa kho để vào nghiên cứu. Sau khi trinh sát kỹ, ban chỉ huy đoàn quyết định đánh kho 53 bằng cách đánh nổ hẹn giờ. Tham gia trận đánh có 57 chiến sĩ. Đây là trận đánh xuất thần của đặc công mà ta sử dụng lực lượng lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 13 tháng 8 năm 1972, dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Tùng và Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 9 Phạm Văn Tải, bộ đội đặc công bí mật đột nhập vào kho mà địch không hề hay biết gì. 120 khối thuốc nổ có sức công phá lớn được cài vào trong kho đúng kế hoạch, với các khối nổ hẹn giờ vào nơi hiểm yếu nhất. Theo cách gây nổ lan truyền, đã cho nổ tung khối tổng kho Long Bình trong chớp mắt. Trước khi bom đang lồng loạt nổ dữ dội, đặc công của ta đã kịp thời thoát ra ngoài. Còn kẻ địch chỉ biết đứng đó, một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng, nhìn tổng kho được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Đông Nam Á bị thiêu rụi. Kết quả trận đánh đã phá hủy 130 gian kho, làm nổ tung 15.000 tấn bom đạn, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch và làm thiệt hại nhiều thiết bị, phương tiện chiến tranh của địch. Đặc công của ta vừa giỏi đánh trên bộ, vừa xuất sắc đánh dưới biển. Chiến công vươn tầm châu lục của đặc công nước dưới đây là một minh chứng cho điều đó. Ngày 5 tháng 9 năm 1969, một tàu dầu 15.000 tấn của địch đậu cách bờ biển tỉnh Quảng Trị 3 km về hướng đông nam. Được lệnh của trên, chỉ huy đoàn cử 7 đồng chí chia làm 2 tổ tham gia trận đánh này. Tổ trực tiếp đánh địch có 3 người, đó là các đồng chí Bùi Văn Hy làm tổ trưởng, Trần Quang Khải và Trần Văn Hổ. Cửa sông Việt rộng khoảng từ 200 cho đến 300 m, sâu từ 4 cho đến 6 m, đang vào mùa mưa nên lưu lượng nước đổ về đây rất lớn, tạo thành nhiều vòng xoáy nguy hiểm. Đêm đến khu vực cửa sông được chiếu sáng như ban ngày, lực lượng tuần tra đi tuần liên tục. Đây là trận đánh trên biển đầu tiên của đoàn 126 nên mọi người ai cũng lo lắng. Nhiều đồng chí trong đơn vị có ý kiến sẽ tổ chức lễ truy điệu sống cho anh em đặc công đánh trận này, nhưng các đồng chí ấy đã gạt đi và quyết tâm lên đường. Vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 9 năm 1969, tại một điểm xuất phát ở Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tổ đội đặc công Hải quân mỗi người mang theo một ống thở, khí tài lặn, 2 thủ pháo, 2 lựu đạn, dao găm. Riêng hai đồng chí Hỗ và Khải nhận thêm 2 quả mìn rùa nặng 6,8 kg của Liên Xô sản xuất. Đây là loại vũ khí rất lợi hại của đặc công nước, có ghép 48 mảnh nam châm hình móng ngựa, có sức hút 100 kg. Khi mìn đã áp sát vào sườn, rút chốt an toàn, đúng giờ sẽ nổ. Nếu chưa đến giờ nổ mà bị tháo thì mìn cũng sẽ tự phát nổ bởi nó có ngòi chống tháo. Khi đang bơi ra vị trí tàu địch như những vận động viên Olympic thì trời mưa to, nước sông chảy mạnh, từng con sóng lớn dạt vào bờ. Trong khi đó, đèn pha tàu địch chiếu rất sáng, lùng sục khắp nơi xung quanh tàu. Tổ đánh tàu ra đến giữa sông thì gặp một chiếc tàu tuần tra của địch đang đi từ biển vào. Ba người đánh bơi lại bờ bắc, chờ tàu của địch chạy qua tổ đánh tàu lại vượt sông. Đến 3 giờ sáng ngày 7 tháng 9, tổ đánh tàu bám được bờ nam sông Cửu Việt. 5 giờ sáng, cả tổ đã ngụy trang ẩn mình trong một cồn cát thuộc làng Vĩnh Hòa Phương, bờ nam Cửu Việt. 8 giờ sáng cùng ngày, một trung đội lính ngụy tuần tra qua làng Vĩnh Hòa Phương. Chúng nghi ngờ nơi cồn cát có dấu hiệu lạ nên dừng lại lùng sục. Xong, chúng đã không phát hiện được đặc công của ta. Kỹ năng ngụy trang của ta quá giỏi. Lính ngụy còn ngồi nghỉ ngơi, ăn trưa tại cồn cát đến 12 giờ trưa rồi mới đi. Mãi đến tối, tổ đánh tàu đội cát lên đường ra mép nước. 18 giờ 30 xuống nước bơi ra biển thì vừa bơi được 300 mét, một cơn dông nổi lên sóng gió rất mạnh. Dòng chảy của nơi cửa sông rất xiết nên cả tổ phải quay trở lại bờ giấu vũ khí, giấu người. Mãi đến chiều ngày 8 tháng 9, quá tam ba bận, quyết đánh cho được, các đồng chí đã lặn hụp trong nước, vật lộn với sóng gió trong 3 giờ liền mới bám được dây neo của tàu. Đồng chí Hổ luồn về phía sau mạn tàu, Khải luồn sang phải, cả hai tìm khoang chứa dầu, cạo hà rồi áp mìn. Hai quả mìn cách nhau 3 mét. Cả hai quả mìn đều có độ sâu 0,5 mét so với mặt nước biển. Do sơ suất nên anh em làm chiếc pháo mìn nổi lên. Tên lính trên bong phát hiện và lập tức nổ súng báo động. Chúng dọi pha khắp nơi, vãi đạn khắp xung quanh tàu hòng giết đặc công của ta. Nhưng hai chiến sĩ của ta đã bơi thoát ra rất xa rồi. Chiếc tàu dầu 15.000 tấn của địch hốt hoảng chạy về phía cửa Việt. Nhưng mới đi được 1 km thì hai tiếng nổ phát ra, một quầng lửa lớn trùm xuống biển. Cả chiếc tàu của địch chìm dần xuống lòng biển sâu. Về phần các nhân vật chính của ta, do sóng to gió lớn, bơi vào được gần tàu đã khó, bơi vào đất liền dưới mưa đạn của kẻ thù lại còn khó hơn. Mãi đến 22 giờ ngày 8 tháng 9, đồng chí Khải mới bơi được vào bờ. Đồng chí Hổ bị sức ép
Sóng lại to nên mãi đến 3 giờ sáng ngày 9 tháng 9 mới bắt được. Những chiến công vang dội của các chiến sĩ đặc công ta trên đây là những chiến công tiêu biểu nhất trong vô vàn những trận đánh anh hùng khác mà do thời lượng có hạn, hồi ức thời chiến không thể kể hết được. Qua đó, chúng ta đều thấy bản lĩnh kiên cường, kỹ thuật tác chiến điêu luyện cùng truyền thống mưu trí đánh giặc của đặc công Việt Nam ta tuyệt vời như thế nào. Video hôm nay của hồi ức thời chiến đến đây là hết. Nếu thấy nó hay và bổ ích, xin mời các anh em đồng chí hãy bấm like và chuông thông báo để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.